Trải qua chặng đường phát triển trong 100 năm, hãng thông tấn Azatas đồng hành với tiến trình lịch sử của đất nước Cộng hòa Azerbaijan tươi đẹp. Đến nay, Azatas đã trở thành một hãng thông tấn quốc gia lớn, có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Hãng thông tấn Azatas đã đảm nhiệm rất thành công vai trò chủ tịch tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương, WANA, nhiệm kỳ 2016-2019, tạo dấu ấn với nỗ lực xây dựng WANA trở thành một tổ chức báo chí khu vực đoàn kết, chuyên nghiệp và nhân văn. Không chỉ là một thành viên có trách nhiệm tại các diễn đàn báo chí đa phương, Azatas hiện có quan hệ hợp tác song phương với các hãng thông tấn của khoảng 30 quốc gia. Kể từ khi Thông tấn xã Việt Nam và Azatas ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 10 năm 2014, hai hãng duy trì trao đổi thông tin, cung cấp cho nhau nguồn tin chính thống về những sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa, tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Thông tấn xã Việt Nam đánh giá cao chất lượng thông tin của Azatas với nội dung bao quát nhiều lĩnh vực và hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại trên nhiều nền tảng. Thông tin trao đổi của hai hãng đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Azerbaijan. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, tôi chúc ban lãnh đạo và toàn thể các đồng nghiệp Azatas sức khỏe và thành công. Chúc ngài chủ tịch, tổng giám đốc Aslan Aslanov, người bạn thân thiết của tôi, tiếp tục dẫn dắt Azatas đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.